Mục tiêu của Long An phấn đấu đến năm 2030 là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam, trở thành cửa ngõ của tuyến hành lang kinh tế đô thị, công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đầu mối hợp tác, giao thương quan trọng với Campuchia. Long An hình thành được các hành lang kinh tế, vùng, trung tâm phát triển và đô thị động lực, thích ứng với biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Quan điểm quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bám sát chủ trương, đường lối phát triển của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững, bảo đảm dân chủ, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, Long An phát huy tối đa các tiềm năng khác biệt, nổi trội, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, không gian phát triển của tỉnh được tổ chức hợp lý, gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, tập trung phát triển nhanh một số địa bàn có điều kiện thuận lợi, làm động lực phát triển chung toàn tỉnh, hỗ trợ các địa bàn khó khăn, phát triển hợp lý giữa khu vực đô thị và nông thôn. Thời gian tới thì tỉnh Long An sẽ triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp chiến lược nhằm nâng cao cái hiệu quả thu hút đầu tư như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh và thực hiện nghiêm túc các cái kế hoạch, chương trình hành động trọng tâm để nâng cao cái năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính và chúng tôi cũng tập trung triển khai hiệu quả cái chương trình xúc tiến đầu tư của năm, đặc biệt là công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ với những cái giải pháp thiết thực thông qua đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ các cái dự án đầu tư đang triển khai tại tỉnh và nâng cao cái chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Huyện Bến Lức là huyện giáp với thành phố Hồ Chí Minh, quy mô nền kinh tế của huyện thuộc hàng đầu trong tỉnh Long An, chiếm giá trị sản xuất lớn trên toàn tỉnh và thu ngân sách đứng hàng thứ hai của tỉnh. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức Lê Thành Út cho biết, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 3 năm là 9,2%. Về cơ cấu, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp tương ứng là 90,14%, 8,78%, 1,09%. Lĩnh vực nông nghiệp được tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung trên cây chanh và từng bước thay đổi tư duy từ sản về công nghiệp xây dựng. Giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 127.007 tỷ đồng, chiếm khoảng 38,12% so với toàn tỉnh xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật nhờ đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng và nâng cấp, mở rộng khu, cụm công nghiệp, song song với thực hiện nhiều chính sách thông thoáng trong cải thiện môi trường đầu tư. Tập trung theo cái định hướng của tỉnh, của huyện thì phát triển trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, thì cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Về công nghiệp và thương mại dịch vụ thì chiếm 99%, về nông nghiệp chỉ còn trên dưới 1% thôi. Và qua cái thành tích đó thì đời sống của nhân dân được nâng lên, về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật rất là phát triển. Và tỷ trọng về kinh tế đến năm 2022 thì giá trị trong sản xuất đạt 15%. Đó thì một cái số liệu mà chúng ta thấy là có sự tăng trưởng rất là lớn. Và cái thành tích đó thì được ghi nhận nhiều năm liền là đơn vị nhận cờ của Ủy ban tỉnh cũng như nhận cờ của Thủ tướng Chính phủ. Tầm nhìn đến năm 2050, Long An là tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có trình độ phát triển tương đương các tỉnh phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ. Trong quy hoạch, Long An đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp theo hướng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo, tập trung phát triển một số ngành công nghiệp chủ yếu như sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm,
các sản phẩm điện tử, hóa chất và sản phẩm hóa chất, sản phẩm từ cao su và plastic, dược phẩm, dệt may, năng lượng. Như hôm nay thì quý vị cũng biết rằng hôm nay chúng tôi khánh thành giai đoạn 1 ở kho lạnh Long An. Thì đây là một trong dự án rất là trọng điểm của tập đoàn. Thì sau một thời gian làm việc và tụi tôi tìm hiểu về thị trường, thì tụi tôi đã quyết định chọn cái tỉnh Long An là nơi để mà chúng tôi xây dựng cái kho lạnh Long An. Thì để mà tạo ra được một cái hệ sinh thái về logistics khép kín của tập đoàn, thì chúng tôi đã có mặt tại đồng bằng sông Cửu Long, ở Bến Tre, ở Vĩnh Long. Thì Long An là nơi đầu tiên chúng tôi đặt nền móng để xây dựng một trong những trung tâm logistics kho bãi thuộc hàng lớn nhất tại Việt Nam. Đối với ngành dịch vụ, Long An phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có ngành dịch vụ phát triển ngang bằng với nhóm các tỉnh phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ. Long An sẽ phát triển thương mại theo hướng văn minh hiện đại, phát triển dịch vụ logistics thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đưa Long An trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi kết nối các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và thị trường Campuchia, đầu mối xuất khẩu nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và kinh tế cửa khẩu, bao gồm thị xã Kiến Tường và các huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, một phần huyện Thủ Thừa. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như thế, nhưng là tốc độ tăng trưởng của tỉnh vẫn duy trì ở mức hợp lý. Công tác thu ngân sách chúng ta luôn là giữ vững, hoàn thành cái nhiệm vụ kế hoạch của Trung ương và địa phương đặt ra. Hiện nay là tỉnh đang triển khai thi công rất nhiều công trình giao thông lớn, trọng điểm của tỉnh. Các công trình này khi hoàn thành nó sẽ mở ra một cái không gian phát triển mới cho tỉnh. Đặc biệt là các công trình này nó kết nối giao thông liên vùng giữa Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và kết nối đến cái cảng quốc tế Long An. 6 trục động lực kinh tế gồm trục động lực vành đai 3, vành đai 4 kết nối tỉnh Long An với vùng Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, trục động lực quốc lộ 50B kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, trục động lực song hành quốc lộ 62 kết nối thành phố Tân An, khu kinh tế cửa khẩu Long An, vùng Đồng Tháp 10, trục động lực Mỹ Quý Tây, Lương Hòa, Bình Chánh kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây, vùng đô thị công nghiệp ở huyện Bến Lức và thành phố Hồ Chí Minh, trục động lực quốc lộ N1 kết nối Long An với vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây Nguyên, trục động lực Đức Hòa kết nối cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây và các khu công nghiệp, đô thị vùng huyện Đức Hòa, Bến Lức với thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Long An cũng thực hiện phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng, phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát huy tối đa cái sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững cái tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ và thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc của tỉnh ủy, của ban thường vụ tỉnh ủy và thường trực tỉnh ủy. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị qua việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Đồng thời, tỉnh đang xây dựng và phát triển các đô thị thông minh có tính kết nối cao, phát triển bền vững và hiệu quả. Tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ mới và quản lý và phát triển đô thị, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Việc tuyên truyền, vận động sâu, rộng trong toàn thể xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tầm nhìn đến năm 2050, Long An là tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có trình độ phát triển tương đương các tỉnh phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ.